Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì cách đây mấy hôm Tuyền có lên cho các anh chị một cái video chi tiết hai chiếc Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt, một chiếc màu vàng cát, một chiếc màu đen ha. Thì có rất nhiều anh chị liên hệ Tuyền để tìm màu trắng luôn. Thì hôm nay Tuyền về được một xe, các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay chốt sớm nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Hyundai Accent phiên bản số tự động bản đặc biệt, bản cao cấp nhất, có cửa sổ trời nha. Đời 2023 lướt nhẹ 8.000 km thôi. Em này thì hiện tại bên Tuyền đang bán với giá là 489 triệu các anh chị ha. Ngoài Accent ra, Accent thì Tuyền còn thêm chiếc này mới về nữa nè các anh chị. Chiếc này là số tự động bản tiêu chuẩn, đời 2023 lướt nhẹ 3.000 km thôi. Em này thì không có cửa sổ trời các anh chị. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 469 triệu ha. Thấp hơn chiếc kia là khoảng 20 triệu cùng đời nhưng mà khác bản các anh chị nha. Quan tâm chi tiết thì liên hệ Tuyền. Thì bây giờ Tuyền sẽ đi vào chi tiết chiếc màu trắng này giờ trước các anh chị. Tí xíu Tuyền sẽ đi sơ chiếc màu đỏ mới về cho các anh chị nhà mình cùng xem luôn nha. Rồi nhìn sơ tổng thể về cái xe trước giúp Tuyền nhá. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị. Em này nước sơn phải nói là còn nguyên zin tới mới 99% luôn các anh chị nhé, không trầy xước móp méo gì hết nha. Xe mới đi có 8.000 thôi, ở chưa hết rô đai, không khác gì xe hãng đâu các anh chị. Thì nếu mà các anh chị nào mình có dự định, mình thích dòng này, mình có dự định mua xe mới thì mình cân nhắc mình lấy xe này, tiết kiệm cho mình một khoản chi phí và có xe đi ngay luôn các anh chị nha. Rồi em này thì biển 70 Tây Ninh. Bên Tuyền thì có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và đặc biệt những anh chị hộ khẩu ở Sài Gòn, khi mua xe đã qua sử dụng thì các anh chị sẽ không tốn 20 triệu tiền biển số, khi từ tất cả các biển tỉnh về lại Sài Gòn vẫn tốn không tốn 20 triệu các anh chị ha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nè. Em này thì mới quá rồi, ken quá rồi, không có gì để kiểm tra nữa hết các anh chị. Mặt ga lăng nè, rất là đẹp ha. Đèn là đèn bi các anh chị, cản cũng không có bị trầy xước gì hết, mối nối cản cực kỳ khít luôn, liền lạc đồng màu từ trước ra sau. Năm vỏ zin theo xe, độ gây gió cũng khá sâu và mâm ở đây không trầy xước các anh chị. Mâm này là mâm của phiên bản đặc biệt, khá là đẹp các anh chị nha. Đăng kiểm thì còn tới 2020 để Tuyền coi, 2026 tháng 7 các anh chị. Em này đăng ký lần đầu là tháng 7 của năm 2023 ha, mới có mấy tháng thôi à. Rồi ở đây thì đã có dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa bột chạm nha. Bên hông xe thì không bị trầy xước, bắp méo gì hết đó các anh chị. Tất cả xe bên Tuyền khi bán ra thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số còn báo tết hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đây, đèn được còn rất đẹp các anh chị, có cam lùi, bốn mắt cảm biến lùi đầy đủ ha, gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết. Em này 2023 còn bảo hành chính hãng luôn, các anh chị mua xe này các anh chị vẫn còn được bảo hành của hãng bình thường ha. Em này phân khúc sedan hạng B nên cốp của nó khá rộng các anh chị, đựng 3-4 cái vali lớn là vô tư ha. Áo trùm xe, rồi anh chủ có lót cho mình những tấm lót thái như thế này để bảo vệ phần nỉ bên dưới nha. Lớp dự phòng độ gây gió còn khá sâu các anh chị, con đội tay quay đồ nghề thì còn đầy đủ các anh chị nha. Máy em này thì 1.4, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của nó thì tầm khoảng 5 lít rưỡi cho tới 6 lít rưỡi thôi các anh chị. Ghế thì ghế da nguyên zin, tông màu đen và tông màu kem nhé, còn rất căng rất đẹp. Sàn thì sàn simili trần nguyên bản, có cửa sổ trời các anh chị. Rồi ở đây bên này thì có cân bằng điện tử các anh chị ha. Vô lăng ở đây là vô lăng bọc da còn rất mới, không hao mòn. Mình nhìn vào những chi tiết nhỏ như thế này, phần nào mình cũng đánh giá được xe có đi đúng chuẩn ô đô hay là không nhé. Có đàm thoại rảnh tay nè, ru control các anh chị. Xe mình là đi 8.172 km nhé. Có một cái thẻ nhắc nhở bảo dưỡng là hẹn mình 10.000 thì tới bảo dưỡng một lần nữa nè. Các anh chị mua xe này về mình đi 2.000 thì mới bảo dưỡng nha. Rồi, táp lô không trầy xước các anh chị ha. Ở đây anh chủ lên cho mình một cái camera hành trình nhé. Màn hình này là màn hình zin theo xe các anh chị. Dưới này là dàn lạnh nè, có những cổng sạc 12V, cổng USB, rồi dụng cụ mồi thuốc lá các anh chị ha. Cần số còn rất đẹp, thắng tay cũng còn rất đẹp luôn. Trên này thì có cả cửa sổ trời nữa nè các anh chị. Cửa sổ trời thì còn hoạt động rất là tốt các anh chị nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nhé.
Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nhé. Tôi sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chất xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc bên tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nhé. Các anh chị chỉ cần đặt cọc cho bên tiền tầm khoảng 20 triệu thôi, tiền vận chuyển xe về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe ha. Ok hết thì mình thanh toán phần tiền còn lại và nhận xe. Còn trường hợp không đúng với những gì bên tiền làm cam kết, tiền sẽ cho xe về và hoàn cọc cho các anh chị 100%, nên các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nhé. Ốc máy là các anh chị ốc Action First Nguyên Zin từng con một, tem mát từ nhà máy vẫn còn ha. Ok, tiền đóng lại nha, máy êm lắm các anh chị. Rồi tiền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nhé. Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt, bản cao cấp nhất đời 2023, mới lướt nhẹ 8.000 km thôi. Bên tiền thì đang bán em này với giá là 489 triệu nhé. Các anh chị nào mà thích chiếc này, nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Rồi bây giờ tiền sẽ đi sơ chiếc màu đỏ cho các anh chị nhà mình cùng xem thử xem là chiếc bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt nó khác nhau như thế nào, rồi mình dễ dàng lựa chọn ha. Rồi em này thì biển Sài Gòn luôn các anh chị, màu đỏ đi cận hơn phần nước sơn giúp tiền ha. Em này đi mới có 3.000 km thôi. Đấy, cũng đời 2023, lướt nhẹ 3.000. Đèn cũng đèn bi các anh chị, mặt ga lăng cũng tương tự ha. Đó. Đây, mỗi đôi cản còn rất khít luôn, rất đẹp các anh chị. Lớp nè, độ gầy gió cực sâu, xe đi 3.000 là phải như thế này các anh chị ha. Mâm ở đây thì sẽ khác mâm kia chút xíu các anh chị ha. Không bị trầy xước gì hết, có cả biến áp suất lớp cho mình nè các anh chị. Vỏ vẫn còn là vỏ zin theo xe nhé. Đăng kiểm cũng còn tới 2026 các anh chị. Anh chủ này cũng đã dán phim, tay nắm cửa thì cũng mạ rơm. Có nút mở cửa một chạm tương tự như chiếc bản đặc biệt các anh chị. Rồi, em này thì mới 99,9% luôn các anh chị, nước sơn zin là 99,9% luôn nha. Rồi đèn còn rất đẹp các anh chị, đã có cam lùi, cũng có 4 mắt cảm biến lùi luôn các anh chị ha. Em này là lướt hơn em kia luôn nha, đi 3.000. Rồi cốp nè các anh chị cũng tương tự ha. Rồi ở đây thì anh chủ này lót cho mình tấm nhựa như thế này nha. Lớp dự phòng em này là chưa sử dụng luôn, con đội tay quay. Đồ nghề thì còn đầy đủ luôn các anh chị. Anh chị nào mình mạng hỏa mạng thổ nè, chốt ngay em này đi các anh chị. Rất đẹp luôn á. Rồi ghế thì ghế da, anh chủ lên cho mình ghế da tông màu đỏ và tông màu đen. Bản tiêu chuẩn của nó thì sẽ ghế của nó sẽ là ghế nỉ nhá. Sàn simili trần đã được bọc trần cho mình rồi, cũng có cân bằng điện tử, đàm thoại rảnh tay các anh chị nha. Rồi bên này thì màn hình zin theo xe các anh chị, nhưng mà sẽ không có cửa sổ trời nhé. Đấy. Rồi. Rồi các anh chị nào mà thích chiếc này thì liên hệ tiền, tiền sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các anh chị nhà mình xem ha. Rồi thì vừa rồi tiền cũng đã đi sơ ở hai chiếc Accent hiện tại mới về của bên tiền nha. Và hiện tại Accent bên tiền tổng cộng là có tận 6 chiếc các anh chị, hai chiếc này, một chiếc và hai chiếc số tự động bản đặc biệt đời 2021-2022 nè, và còn thêm hai chiếc số tự động bản tiêu chuẩn đời 2022 nữa, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ ha. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe còn lại thì liên hệ tiền, tiền gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem. Còn cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục rút hồ sơ nè, thủ tục sang tên, thủ tục trả góp, hay là thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên tiền, thì liên hệ tiền thì sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nhé. Cùng phân khúc với là Accent thì tiền có cả Vios nữa. Vios hiện tại bên tiền cũng còn nhiều xe lắm các anh chị, chắc còn khoảng 5 xe. Có cả Honda City luôn các anh chị ha. Phân khúc lớn hơn thì tiền có cả Kia K3 nè, có Mazda 3, có Elantra nữa, có rất nhiều xe để phục vụ cho các anh chị. Nên là các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào, có thể ở lại bên kênh của tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn, hoặc alo tiền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Đừng quên bấm vào đăng ký kênh của tiền đi, để khi có xe mới nhất bên tiền về, tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.